Xin chào các bạn, ở trước mặt các bạn đang là một bộ vỏ chế máy khoan mình mua được ở trên mạng. Hôm nay mình sẽ dùng cái bộ vỏ này để chế một cái máy khoan pin cầm tay, motor 180 này, thiếc này, pin này, pin 18650 cũ này, dây điện này, ở kẹp mũi khoan này, cái nục giáp và mũi khoan. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào chế cái máy khoan này các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ dùng cái này mình sẽ nắp cho cái này vào đây để con ốc này vặn vào. Để kìm để bạn chặt hơn. Đang công tắc này vào. Các bạn để đến đây. Giờ mình sẽ cắt một đoạn dây. Các đoạn dây điện này. Cửa hàn lỗ này. Được chưa? Rồi, giờ mình sẽ hàn cái này lại. Thiếc mới hàn. Kìm này bấm cái chân này đi. Mình sẽ hàn motor vào đây. Mình sẽ hàn vào đây. Để hai dây đỏ các bạn nhé. Bắt đầu vào đây. Mình cắt đi một đoạn nối lên motor, cắt đi một đoạn để nối lên motor này. Này thôi. Đít này. Ra nắp cái dây đen này vào. Hàn dây đen vào cực âm. Rồi. Tước cái vỏ đến này ra. Tháo đây ra. Đây, hàn dây đỏ đây. Hàn không dính các bạn, mình sẽ cho thêm tí mỡ hàn ở đây nữa. Rồi. Giờ mình sẽ tháo vào đây. Ở đây là cửa âm, đây cửa dương, là cửa dương đây, mình sẽ nấu vào đây để mình hàn cửa dương vào đây. Mình sẽ hàn cửa dương vào đây.
Dùng được cái âm đây thì mình sẽ đi lên công cái công tắc này, mình sẽ đổ công tắc vào đây. Thay cực âm đây, mình sẽ đổ vào đây. Đây này, cảm ơn Hàn rồi. Mình lấy thêm một đoạn dây nữa. Đây này. Hàng cái này vào đây. Thế các bạn cho một tí mình sẽ cho dòng sạc vào đây nhé các bạn nhé, dòng sạc vào đây. Đấy, rồi mình sẽ đấu một cái dây công tắc vào đây nữa là xong. Rồi mình dùng cái dây này đấu vào đây. Hàn vào đây, hàn ở chân giữa của công tắc. Bây giờ mình sẽ lắp xong cái bộ dây điện này. Bây giờ mình sẽ lắp cái này vào cái này, lắp cái này vào đây. Đầu tiên mình sẽ motor vào đây, mình sẽ dán băng dính vào đây để cho nó khỏi khỏi bị chập điện. Mình dùng cái băng xốp này để dán vào đây. Dán vào đây. Chỗ này. Dán vào nắp dưới. Rồi. Mình sẽ cho vào đây. Được các bạn. Motor vào trước. Pin này. Lắp vào. Rồi. Đây đặt đây. Bắt đuôi đây. Cho cái này vào. Bạn ý nhé, ở đây nó sẽ mình sẽ lấy cái đô vít này, con ốc vào. Rồi, đây nữa, con ốc này nữa. Rồi, các bạn thân ạ. Ta dùng đồ kẹp, lắp vào đây. Dùng cái này. Vẫn chặt lại, vẫn sát rồi, vẫn chặt lại những mũi khoan này, lắp vào đây.
bật lên, khoan thử cái lỗ này các bạn nhé. Thấy chưa? Thùng luôn này. Đây nhá, mình khoan lỗ này. Đây. Các bạn, nóng quá, mình vặn chặt lại. Thay đổi lỗ đây các bạn ạ. Đi kim các bạn này. Rồi. Thùng dài quá các bạn, dài quá. Đây, mình lấy cái ống nhựa này, đây là ống nhựa nhé, nhựa đây, đâm thủng luôn này. Rồi, mình chưa sạc vào đây. Và đây và trên đây mình đã hoàn thành bài chế thành công chiếc máy khoan mini cầm tay là dùng cái vỏ ở trên mạng. Mua trên mạng. Và nếu như các bạn có cái ý tưởng gì hay thì các bạn có thể đặt dưới video này, mình sẽ chế theo ý tưởng của các bạn. Tất nhiên trong cái khoảng mình có thể chế được. Và xin chào và hẹn gặp lại.